Chiều qua 28 tháng 12, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã đến kiểm tra tiến độ và thăm công nhân đang thi công cống Tân Phú tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành. Đây là một trong hai công trình thi công đầu tiên của dự án quản lý nước tỉnh Bến Tre, gồm 8 cống do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Cống Tân Phú là cống hở bằng bê tông cốt thép, một khoang thông nước 20m, cửa van cống đóng mở cưỡng bức bằng xi lanh thủy lực, cầu giao thông rộng 7,5m, công trình thuộc gói thầu số 4, giá trị hợp đồng hơn 175 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến 29 tháng 12 năm 2022. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên sau khi khởi công, đơn vị thi công phải nghỉ dịch theo quy định. Vì vậy phần nào ảnh hưởng đến tiến độ. Hiện nay nhà thầu đã thi công trở lại và sẽ cố gắng để đạt được tiến độ theo hợp đồng đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 bàn giao công trình. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đề nghị nhà thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình, ân cần thăm hỏi điều kiện sinh hoạt của công nhân, việc tiêm phòng vaccine COVID-19. Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý nhà thầu thực hiện phòng chống dịch nghiêm túc trong quá trình thi công, báo cáo các vướng mắc để kịp thời tháo gỡ không làm ảnh hưởng đến tiến độ. Để động viên tinh thần công nhân, Tỉnh ủy Bến Tre đã tặng 10 triệu đồng. Dự án quản lý nước Bến Tre sử dụng vốn ODA Nhật Bản, tổng mức đầu tư hơn 6.191 tỷ đồng, do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi chính làm chủ đầu tư hợp phần xây dựng. Hợp phần 1 xây dựng 8 cống là An Quá, Thủ Cửu, Bến Tre, Tân Phú, Bến Rớ, Cái Quao, Dàm Nước Trong, Dàm Thơm và trạm bơm điện Tân Phú. Hợp phần 2 lắp đặt 56 trạm quan trắc đo mực nước và độ mặn tự động. Thời gian thực hiện dự án từ 2017 đến 2025. Ngay sau khi kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi chính và đơn vị thi công gói thầu số 4, nghe báo cáo tiến độ thực hiện cống Bến Rớ. Tại buổi làm việc này, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị để nhanh tiến độ triển khai 6 cống lớn còn lại của dự án quản lý nước Bến Tre. Cống Bến Rớ cũng thuộc gói thầu số 4, xây lắp cống Tân Phú và cống Bến Rớ. Dự án quản lý nước tỉnh Bến Tre, giá trị hợp đồng hơn 91,5 tỷ đồng. Đây là cống hở bằng bê tông cốt thép, một khoang thông nước 20m, cửa van cống đóng mở cưỡng bức bằng xi lanh thủy lực. Theo báo cáo của nhà thầu, đến nay, đơn vị này đã đặt hàng xong vật tư. Các cột bê tông cốt thép sau Tết Nguyên đán sẽ vận chuyển về. Các nguồn lực thi công đều đảm bảo. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đề nghị chủ đầu tư, đơn vị giám sát tăng cường công tác quản lý, giám sát thi công, nhà thầu đảm bảo vật tư, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, nhân công, lập bản đồ công việc cụ thể, thường xuyên họp giao ban báo cáo tiến độ để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Nhà thầu thi công lưu ý đảm bảo điều kiện sinh hoạt, chế độ nghỉ Tết cho công nhân. Đối với 6 cống lớn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tăng cường công tác phối hợp để đẩy nhanh tiến độ.